Mọi người sao ra? Mọi người là đây là anh Cường đẹp trai và đẹp trai hồng nhì của đám cưới của chúng ta. Di lại toàn. Có biết Di lại toàn không? Vâng. Vâng, Cường đẹp trai. Đây là cô xương rồng chính thức. Ồ, rất chi đẹp trai. Đây là cảnh hậu trường của đám cưới. Đấy. Biết không? Mày vào đây đi. Không nói gì à? Nói gì? Anh Hùng đẹp trai còn sao? Anh đi một vòng nhá. Không sao, cứ tự nhiên, không cần tự nhiên. Này, coi đây. Vâng, đây là anh Cường đẹp trai nhất của chúng ta. Ngồi xuống. Đây là anh Mạnh Giang Nông Gun. Lee Min Ho. Đây là anh Lee Min Ho của chúng ta. Quay đi, anh nào không thích quay thì quay đi. Đây là anh Long Nguyễn ở trên Facebook của chúng ta, tên là Long Nguyễn, rất là đẹp trai. Phong độ. Rất là cute. Em kia là em gì? Em Ngân ạ. À? Hay là em gì? Ôi, ra ta ngồi cho.